OK, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo của phần part 2, đó chính là về câu hỏi how. Câu hỏi how này là một câu cũng tương đối quan trọng. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu câu hỏi how các em nhé. OK, với câu hỏi how này thì chúng ta vẫn đi theo tuyến bài như vậy thôi. Đầu tiên đó chính là chúng ta đi vào phần tổng quan. Sau đó thì chúng ta chuyển sang phần cấu trúc câu hỏi. Và cuối cùng thì chúng ta chuyển sang phần luyện tập. Vậy thì cái câu how nó khác so với những câu khác ở cái điểm gì? Ví dụ câu when thì chỉ là về thời gian thôi, hoặc câu where chỉ là chỉ về nơi chốn thôi. Nhưng câu how đó là một câu mà mang tính chất là sao? Rất nhiều gọi là ý nghĩa. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi khám phá. Em hãy nghe cho cô câu how đầu tiên. How did you? Ok, em nghe được ngay, đó là how did you? Cái câu how như thế này chúng ta dịch là như thế nào? Ví dụ, how did you get to the work? Bạn đến chỗ làm việc như thế nào? Để em nghe tiếp cho cô câu tiếp theo nhé. How far? Ok, em nghe thấy là cái gì nhỉ? Đấy, chính là how far. Câu how far này là câu về khoảng cách và bao giờ cũng trả lời với cả mét hoặc km. Tiếp theo nữa, em nghe cho cô nhé. How about? Rồi, em nghe thấy chính là how about. How about câu này là câu đề nghị. Ví dụ, how about going out tonight? Thế còn đi chơi tối nay thì sao? Nào, nghe tiếp cho cô nào. How do you like? Rồi, em nghe thấy đó là how do you like? Câu này có nghĩa là như thế nào nhỉ? Câu này đấy là ý kiến. Đấy, bạn thích cái này ở mức độ như thế nào? How do you like this artwork? Bạn thích cái tác phẩm nghệ thuật này như thế nào? Hỏi cái mức độ yêu thích của mình. Em nghe tiếp cho cô nào. How much? Rồi, em nghe thấy ngay từ how much. How much đây là câu hỏi về tiền bạc, giá cả. Nào tiếp. How long? Rồi, em nghe thấy từ how long. How long là về một khoảng thời gian. Em lưu ý cho cô when và how long là khác nhau. When là người ta hỏi một thời điểm cụ thể, còn câu how long này là một hỏi một khoảng thời gian. Thế thì ở đây em nhận thấy là với một câu how thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? Ngoài ra chúng ta còn một cái dạng nữa, đó chính là dạng how often. Tức là câu hỏi về mặt tần suất. Hoặc đôi khi chúng ta cũng sẽ gặp một vài câu, ví dụ how soon hoặc how late hoặc how quickly. Khi em nghe thấy câu how soon, how late hoặc how quickly thì cái câu này em quy cho cô về câu when. Đấy, thì đấy là toàn bộ các câu cơ liên quan đến how. Thế thì em nhớ cho cô câu how là một dạng W question, cho nên không bao giờ trả lời bằng yes và no ngoại trừ câu how about. Vì sao? Vì câu how about đấy là mang tính chất đề nghị, đi chơi đi, ok, đấy kiểu như vậy nhá. Ok, như vậy là cô đã đi qua với em tổng quát để em nắm được là cùng với một chữ how bắt đầu nhưng nó có rất nhiều các loại câu hỏi khác nhau, đúng không nào? Vậy thì chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần cấu trúc. Trong cái phần cấu trúc này cô sẽ hướng dẫn cho các em là đối với các loại câu how như thế thì cái cách sử dụng như thế nào. Cái how đầu tiên quen thuộc nhất với các em đó là cách thức, phương pháp cũng như là tình trạng chung. Cái này em hiểu như thế nào, chúng ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể. Em nghe cho cô ví dụ đầu tiên nhé. How will the package be sent? By plane. Ok, em nghe lại cho cô câu hỏi nào. How will the package be sent? Rồi, như vậy câu hỏi em nghe thấy cái gì nhỉ? How will the package be sent? Ở trong trường hợp này cái từ package có nghĩa là kiện hàng. Cái kiện hàng này được gửi bằng phương tiện gì? Nghe cho cô trả lời nhé. By plane. Rồi, như vậy em nghe thấy từ by plane tức là bằng máy bay. Đây chính là gọi là cách thức hoặc là phương pháp. Em nghe tiếp cho cô câu thứ hai. How will the company improve its sales? It hasn't been discussed yet. Ok, nào nghe lại cho cô câu hỏi nhé. How will the company improve its sales? Rồi, như vậy câu hỏi em nghe thấy là how will the company improve its sales? Làm thế nào để công ty này có thể nâng cao đúng không? Hoặc là cải thiện được doanh số. Chúng ta dịch câu này là làm như thế nào bây giờ? Đấy là câu how về mặt cách thức. Em nghe cho cô câu trả lời nhé. It hasn't been discussed yet. Ok, it hasn't been discussed yet. Nó cũng vẫn chưa được gọi là sao thảo luận đâu. Em nhận thấy hai câu trả lời này cùng một câu how nhưng cách thức trả lời khác hẳn nhau, đúng không nào? Cái by đầu tiên được gọi là by cộng với cả một phương tiện. Phương tiện. Nhưng câu thứ hai lại trả lời rất là chung chung, nó cũng vẫn chưa được thảo luận đâu. Đây chúng ta hãy xem ngay cho câu số 3 nhé. How do you want to pay your bill? By cash. Ok. Nào em nghe lại cho câu hỏi của câu số 3 nào. How do you want to pay your bill? Rồi. Câu như vậy em nghe được cái gì nhỉ? How do you want to pay your bill? Là bạn muốn trả cái hóa đơn của bạn bằng phương thức nào? Em nghe tiếp cho câu trả lời nào. By cash. Ok. Em nghe được by cash, tức là bằng tiền mặt. Ở trong trường hợp này có động từ pay có nghĩa là trả và cái từ bill này có nghĩa là hóa đơn. Cash là tiền mặt, được gọi là cũng có một là một dạng by cộng với cả phương tiện. Nào em nghe cho cô câu tiếp theo nhé. How do you prefer your steak cooked? Medium, please. Ok, em nghe lại cho cô câu hỏi nào. How do you prefer your steak cooked? Rồi,
Câu hỏi anh nghe thế, how do you prefer your steak cook? Câu này khá là khó nghe, steak có nghĩa là cái thịt bò. Bạn muốn thịt bò của bạn được nấu như thế nào? Em nghe tiếp cho cô nhé. Medium, please. Ok, câu này là gì? Medium, please. Câu này là một câu rất là khó. Vì sao lại như thế? Vì có những bạn kể cả nhìn xong cũng chẳng hiểu nó như thế nào cả. Câu này có nghĩa là cái gì? Cái bạn muốn món thịt bò nấu như thế nào? Ví dụ well done tức là nấu như. Và trong trường hợp này medium tức là kiểu gọi là bình thường thôi. Tức là gọi là chín tới, mình dịch là chín tới. Và medium mình bình thường mình dịch có nghĩa là trung, ở trung gian, ở giữa. Cho nên khi đến với nấu ăn mình dịch là chín tới, ok? Đấy cũng là một dạng mình dịch cái này là như thế nào. Và em nghe cho cô cái câu cuối cùng nhá. How was the seminar? Very helpful. Ok, nào em nghe lại cho cô câu hỏi. How was the seminar? Rồi, như vậy em nghe thấy how was the seminar? Đúng không? Cái buổi seminar này như thế nào? Em nghe cho cô câu trả lời. Very helpful. Rồi, very helpful, rất là hữu ích. Đó, thì ở đây được gọi là câu cũng mang tính chất về mặt tính chất. Ví dụ, câu này rất quen thuộc. How are you today? Hôm nay bạn thấy thế nào? Fine, thanks. Hoặc, how is the job? Cái công việc của bạn như thế nào ấy? Great, rất là tuyệt. Thì câu này là câu về mặt tính chất. Khi câu tính chất này thì thường chúng ta lại trả lời bằng gì? Tính từ. Cái câu how này có một đặc điểm là chúng ta chỉ xuất phát bằng một cái how không thôi. Đứng đằng sau chúng ta có thể đi với cả tương lai này, hoặc chúng ta có thể đi với trợ động từ này, hoặc chúng ta có thể đi với động từ to be đều được. Nhưng có một đặc điểm là chỉ có chứa một chữ how này thôi, và chúng ta đều dịch là như thế nào. Đó. Ok, đấy là dạng đầu tiên. Thì cái dạng thứ hai đó chính là câu hỏi về how much, how many và how cộng với cả tính từ hoặc trạng từ. Em hãy nghe cho cô một cái ví dụ nhé. How long have you been at this apartment? For about 3 years. Ok, em nghe lại cho cô câu hỏi nào. How long have you been at this apartment? Rồi, như vậy em nhận thấy cái đầu tiên là how long have you been at this apartment? Bạn ở trong cái căn hộ này bao lâu rồi? Và em nghe lại cho cô câu trả lời. For about 3 years. Đó, thì câu trả lời for about 3 years. Vậy thì cái how đầu tiên chúng ta xuất phát đó chính là how đi với gì nhỉ? How long? Có nghĩa là bao lâu rồi. Trong ví dụ này là bạn ở đây bao lâu? Hoặc là how long have you been working for this company? Bạn làm việc với công ty này bao lâu rồi nhỉ? Đấy. Thì cái đặc điểm chung của đối với câu how long là thường giới từ sẽ là for. Có hoặc không có từ ở bao cũng được, nhưng thường người ta sẽ đi về for. Và nhớ cho cô là cộng với một khoảng thời gian. Đôi khi chúng ta cũng sẽ có một cái câu nữa quen thuộc, đó là từ since. Since thì cộng cho cô với một mốc thời gian. Một mốc thời gian. Ví dụ như là since 3 years ago, 3 năm trước. Đó. Thì đấy là với từ since. Cái since này với for thì since không gặp nhiều bằng for em nhé. Thế thì đấy là cái đầu tiên về mặt thời lượng. Em nghe tiếp cho cô ví dụ số 2 nào. How many people will be at the party? We'll know later this evening. Ok, nghe lại cho cô câu hỏi nhé. How many people will be at the party? Rồi, thế vậy câu hỏi em nghe cái gì nhỉ? À, how many people will be at the party? Bao nhiêu người sẽ ở cái bữa tiệc thế nhỉ? Nghe tiếp cho cô trả lời nhé. We'll know later this evening. Rồi, ở đây mình có từ là gì? We will know later this evening. Chúng ta sẽ biết muộn hơn vào tối nay. Vậy thì câu này chính là câu hỏi về mặt gì đấy? Định lượng hay còn gọi là số lượng. Bao giờ đứng đằng sau cũng sẽ là how many. Và cái đặc điểm của how many đó là đứng đằng sau chúng ta sẽ cộng với một danh từ số nhiều. Đấy. Ví dụ như là cần bao nhiêu ghế cho cái cuộc họp đấy? Thì chúng ta sẽ nói là how many chairs. How many chairs needed for the meeting. Đó, kiểu như thế. Thì đối với câu này thường xuyên chúng ta sẽ mong chờ một cái câu trả mang tính chất về mặt số lượng. Ví dụ như là 5 người, 10 người. Đấy, thế nhưng đôi khi người ta sẽ trả lời một cách gián tiếp giống như câu này là chúng ta sẽ được biết muộn hơn vào tối nay. Tức là tại thời điểm này chúng ta chưa biết được. Nào, thế như vậy chúng ta đã có how long, how many. Thì chúng ta sẽ thử nghe cái câu cuối cùng cho cô nhé. How much did the car sell for? Half its original value. Ok, nào chúng ta nghe lại câu hỏi nhé. How much did the car sell for? Rồi. Câu hỏi em nghe thấy là cái gì? How much did the car sell for? Cái xe này giá bán bao nhiêu nhỉ? Em nghe câu trả lời nhé. Half its original value. Rồi, em nhận thấy là half its original value, tức là nửa giá trị. Vậy thì câu này chính là câu liên quan đến how much. Câu how much này là câu thuần túy chỉ về tiền thôi, chứ không có một cách sử dụng nào khác cả. Vậy thì khi nghe câu về tiền, bao giờ chúng ta cũng sẽ mong chờ về giá. Vậy những cái giá gì mà các em hay gặp? Thứ nhất chính là từ dollar. Cái từ này các em không đọc là đô la em nhé. Em đọc là đô la sẽ khó nghe dollar. Thứ hai là mình có đồng euro. Cái từ euro nghe rất giống từ years old. Euro. Và cái này đọc là euro. Đấy. Dollar, euro. Một vài trường hợp em sẽ nghe về từ yen. Tức là đồng yên.
Đây là ba loại đồng phổ biến nhất đối với cả phần bài thi SOEIC, đặc biệt là dollar và euro. Yên này thì ít gặp hơn một chút. Và trong trường hợp này, câu này cũng là một câu trả lời khó, bởi vì sao half is original value, tức là một nửa giá trị gốc. Câu này là một câu cũng tương đối là khó nhá. Thì đấy là cách sử dụng ba câu how long, how many và how much. Ok, như vậy chúng ta cũng how không này, đúng không nhỉ? Mình có gì nữa nhỉ? How long, how many, how much. Thế thì chúng ta đến dạng tiếp theo, đó là how soon, how often và how far. Nào, chúng ta hãy nghe cho cô ví dụ đầu tiên nhá. How soon can you finish your work? I'll be done any minutes now. Ok, em nghe lại cho cô câu hỏi nhá. How soon can you finish your work? Như vậy câu hỏi em nghe từ cái gì đây? Oh, how soon can you finish your work? Đấy, em nghe cho cô trả lời đấy nhá. I'll be done any minutes now. Rồi, câu trả lời là I will be done any minutes now, tức là tôi sẽ làm thành ngay bây giờ đây. Thế thì cái câu how soon này chúng ta hiểu như thế nào? Riêng với câu how có ba câu rất là hay, đó chính là câu how soon, hoặc how late, hoặc how quickly. Đó, how soon, how late hoặc how quickly. Thì khi em gặp ba cái câu này, em đừng sợ hãi, em hãy xử lý cho cô giống hệt như câu when. Tức là em coi mặc định cho nó là câu when khi nào, chứ mình đừng dịch là sớm thế nào bạn có kết thúc, hoặc là muộn thế nào, hoặc nhanh thế nào. Rất là lòng nhằng, em xử lý ngay cho câu when khi nào bạn hoàn thành, thế là xong nhá. Nào, thế thì riêng đối với câu when, quay về thời gian thì chúng ta lại có những giới từ cơ bản, chính là giới từ gì nhỉ? In này, on này, at này, đúng không? By, until, hoặc là till, đúng không nhỉ? Và là cái gì nữa nhỉ? By the end, đúng không? By the end, hoặc not until, rất nhiều. Cái này các em có thể ôn lại trong câu when cho cô nhá. Và câu này nó trả lời một cách gián tiếp là tôi sẽ làm any minutes, tức là làm xong ngay đây. Đấy, thì đấy là cái đầu tiên liên quan đến mặt thời gian. Em nghe cho cô ví dụ tiếp theo nào. How often should I change this filter? Refer to this manual. Em nghe lại cho cô câu hỏi nào. How often should I change this filter? Rồi, như vậy em nghe được cái điều gì ở đây? Chính là từ how often should I change this filter, đúng không? Tôi nên thay đổi cái filter là cái lọc này bao lâu một lần. Cái từ ở đây chúng ta gặp chính là từ how often, tức là bao lâu một lần. Em nghe cho cô câu trả lời nhé. Refer to this manual. Rồi, câu trả lời em nghe thấy refer to this manual. Ok, trước khi mà đi vào bình luận về câu này thì chúng ta sẽ xem là có những cái câu trả lời gì hay gặp cái câu how often. Cái thứ nhất là đương nhiên chỉ tần suất. Vậy cái đầu tiên chúng ta nghĩ ngay đến chính là những trạng từ chỉ tần suất, đúng không nào? Vậy thì những trạng từ gì thì tần suất các em hay gặp? Thứ nhất luôn luôn mình có từ always. Thứ hai thường xuyên mình có từ usually. Một từ thường xuyên nữa vẫn chính là từ often này. Thỉnh thoảng mình có từ sometimes, đúng không nhỉ? Và không bao giờ mình có từ never. Đôi khi mình gặp một vài từ nữa, ví dụ như từ hầu như không, mình có từ hardly hoặc seldom. Đó, đấy là một vài các trạng từ chỉ tần suất quen thuộc, đúng không? Đôi khi chúng ta cũng có thể nói một cách như sau: bạn đến đây bao lâu một lần, một năm một lần chẳng hạn, đúng không? Mình cũng once. Hoặc là 2 năm một lần mình cũng twice. Hoặc là 3 năm một lần mình có từ 3 times. Đó. Bắt đầu từ lần thứ 3 trở đi thì chúng ta chỉ cần thêm số thứ tự vào thôi, số đếm vào thôi. 3 times, 4 times, 5 times. Và lưu ý cho cô từ time này thêm s. Chính vì thế cho nên từ thỉnh thoảng mình có từ sometime và time ở đây là thêm s. Được chưa nhỉ? Đấy. Hoặc đôi khi mình gặp một cái cụm khó hơn một chút, đó là cụm every other day. Every other day. Cái cụm này là cụm nâng cao, tức là buổi được buổi cái, ngày có ngày không. Đấy. Thì đấy là các cái từ mà em hay gặp với từ how often. Vậy thì quay trở về cái câu này, mình có từ manual. Manual có nghĩa là gì? Cái từ này có hai nghĩa. Nó có hai nghĩa. Cũng khá là hay gặp trong bài thi SOEIC. Đây cũng là một từ kinh điển, đặc biệt trong phần part 2 và part 3. Manual danh từ có nghĩa là bản hướng dẫn. Hướng dẫn em ạ, hướng dẫn. Còn tính từ của nó thì có nghĩa là bằng tay. Cái tính từ thì nó ít gặp hơn danh từ, cho nên em nhớ cho cùng cái này, nó chính là bản hướng dẫn. Refer to this manual, cái từ refer luôn luôn đi với giới từ to, hãy là xem, tham khảo. Ví dụ như sách tham khảo mình có từ reference book, hãy tham khảo cái bản hướng dẫn này. Thì đây là một câu trả lời không liên quan đến câu how often, mà đây được gọi là câu trả lời gián tiếp, tương đối khó em nhá. Như vậy là chúng ta nên đi với nhau how soon này, how often này rồi. Em nghe tiếp cho cô về trường hợp thứ ba nào. How far is it to the museum from here? It takes 15 minutes by car. Ok, nghe lại cho cô câu hỏi nhé. How far is it to the museum from here?
Dạ, như vậy câu hỏi em nghe là cái gì nhỉ? How far is to the museum from here? Bao xa? Đấy, khi mà đến museum kể từ đây. Cái từ how far lưu ý cho cô đó là câu khoảng cách. Như vậy cả chúng ta nghe chỉ về khoảng cách thôi. Em không được phép nhầm how far với how long. How long là về thời gian, còn how far là về mặt khoảng cách. Em nghe cho cô cho câu trả lời nhá. It takes 15 minutes by car. Rồi, it takes 15 minutes by car. Đây cũng là một cái hay của cái điều này. Khi em nghe một câu khoảng cách thường chúng ta sẽ mong chờ km này, mét này, đúng không? Hoặc là cây số, là từ miles, tức là dặm. Nó hay dùng từ miles này hơn, hay là hơn là từ km này. Đấy, bao nhiêu dặm đấy. Thế nhưng mà trong cái bài trả lời của số ít thường nó lại hay có kiểu là mất khoảng 10 phút đi bộ, 15 phút đi bằng ô tô, 20 phút đi bằng máy bay, kiểu như thế. Cho nên em lưu ý cho câu cái mẫu này, it takes cộng với cả thời gian. Đấy, bằng một cái phương tiện gì đó. Ví dụ it takes 15 minutes, it takes one day, đúng không? Và bằng một cái phương tiện nhá. Thì đấy là cô đã giới thiệu với các em các hình thức về câu how rồi. Và trước khi chuyển sang phần luyện tập thì chúng ta ôn tập lại một lần nữa nhá. Ok, chúng ta sẽ ôn lại một lần nữa trước khi chuyển sang phần luyện tập các em nhá. Nào, câu how. Như vậy cái how đầu tiên chúng ta phải hiểu đó chính là how vì nghĩa là phương tiện. Đối với nghĩa how là phương tiện thì câu how đứng không cần một cái gì đến đằng sau, cộng thẳng với các động từ hoặc động từ to be. Cái thứ hai nữa đó chính là gì nhỉ? Bao lâu mình có từ how long, bao xa mình có từ how far, đúng không nào? Ví dụ như là thường xuyên, tần suất mình có từ how often, đúng không? Hoặc là ví dụ bằng câu when mình có từ how soon, how late hoặc how quickly. Thế còn ví dụ bao nhiêu mình có từ how many, thường đứng đằng sau sẽ là một danh từ số nhiều, và bao nhiêu tiền mình có từ how much. Đấy, thì đấy là các hình thức của câu how. Ok, nào trong cái bài luyện tập này cô sẽ lại sang cho em các cái dạng câu hỏi mini để em nắm được vấn đề và dựa vào đấy để dùng các cái cách vận dụng nhá. Nào chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ đầu tiên, hãy nghe và chọn đáp án cho cô. How many pages does this book have? A. 50 pages. B. For 2 weeks. Nào, em nghe lại cho cô câu hỏi nhé. How many pages does this book have? Dạ, câu hỏi là how many pages does this book have? Bao nhiêu trang mấy quyển sách này có nhỉ? Ý là quyển sách này có bao nhiêu trang? Thế thì cái từ page này khá là khó nghe. Vì sao lại như thế? Bản thân cái từ page này nó sẽ là phát âm như này. Đó, page. Thế nhưng mà thêm ass thì chúng ta lại thêm một cái nữa. Cho nên chúng ta sẽ đọc là pages. Pages. Đó, bao nhiêu trang mà quyển sách này có thế? Nghe xem cô câu A nhá. 50 pages. Rồi, câu A như thế, 15 pages, 50 trang. Cái từ 50 và 15 nó sẽ khác nhau một chút. 50 cho âm rơi vào âm tiết đầu tiên, cho nên là 50. Còn 15 thì cho âm rơi vào âm tiết thứ hai là 15. Cái này không quá quan trọng trong bài thi TOEIC, nó quan trọng nhiều hơn trong IELTS. Nhưng mà cô vừa giới thiệu em một chút thôi. Vậy thì em nghe thấy câu A này rõ ràng đây chính là thể hiện số trang. Vậy thì how many là câu hỏi về mặt số lượng, 50, như vậy hợp lý rồi. Nghe cho cô B nhá. For 2 weeks. Rồi, cô B em nghe thấy for 2 weeks. Mặc dù là câu how, nhưng câu này phải là trả lời cho câu thời gian. Vậy thì câu này chuẩn phải là trả lời cho câu how long cơ. Đó, vậy thì từ cái này chúng ta suy ra được ngay là đáp án chính là đáp án A. Ok, chúng ta chuyển sang ví dụ tiếp theo nhá. Em đã bắt đầu nghe cho cô nào. How long has she been working here? A. 3 years ago. B. Since 2003. Rồi, nghe lại cho cô câu hỏi nhé. How long has she been working here? Rồi, câu hỏi em nghe thì cái điều gì nhỉ? How long has she been working here? Câu này là câu rất đơn thuần, thuần túy thôi, không có gì phức tạp cả. How long là câu hỏi về mặt gì? Khoảng thời gian. Em nghe cho cô câu trả lời nhé. Nghe câu A nào. 3 years ago. Rồi, câu A ở đây là 3 years ago, 3 năm trước. Thế thì câu này có đúng không? Em nhớ cho cô câu này là 3 năm, nhưng mà 3 năm trước. Đây cũng là một câu rất hay. 3 năm trước không trả lời cho câu how long, mà trả lời cho câu when. Đó, thế cho nên cái này được gọi là thời điểm bắt đầu. Em nghe cho cô B nhá. Since 2003. Rồi, cô B em nhớ thấy since 2003, đúng không? Thì câu này được gọi là cái gì đấy? Mốc thời gian. Thế đâu mới là đáp án đúng? Đây là một câu cực kỳ hay. Bởi vì em sẽ làm em sẽ cảm thấy rất là bối rối. Nhiều bạn đánh đồng câu how long với câu when là một, cho nên nó sẽ xảy ra cái tình trạng giống như thế. Đó là khi câu when, người ta cũng sẽ ví dụ như là when is the seminar supposed to start. Giả sử có một câu như thế này.
When is the seminar supposed to start? Và câu của đáp án A, in 15 minutes. Và câu B, for 15 minutes. Vậy thì đâu mới là đáp án đúng? Thế thì quay trở lại giống hệt như câu này. Với câu when thì chúng ta cần một mốc thời gian, cho nên câu này đáp án đúng phải là đáp án A. Còn với câu how long là chúng ta cần một khoảng thời gian. Thì cô vừa mới nói rồi, khoảng thời gian có hai cách trả lời. Thứ nhất là for và thứ hai là since. Cho nên câu này đáp án đúng phải là đáp án B. Cực kỳ nhớ cho cô cái này nhá. Nào, chúng ta chuyển sang cái bẫy tiếp theo. How often do you go on business trips? A. Mainly to Europe. B. More than 3 times a year. Ok, em nghe lại cho cô câu hỏi nhá. How often do you go on business trips? Rồi, em nghe được ngay đó chính là gì? How often do you go on business trips? Ở đây mình có câu business trip có nghĩa là chuyến đi công tác. Cái từ trip là có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chuyến đi mang tính chất là vui vẻ, mang tính chất là đi tham quan, đi chơi về một mục đích rất là pleasure, tức là rất là vui vẻ. Nhưng chúng ta đi với từ business thì có nghĩa là đi công tác. À, và em nhớ rất cô thường cái này đi về on business trip. Em nghe cho cô câu trả lời nhá. Mainly to Europe. Rồi, ở đây mình có từ mainly to Europe. Đó, thì ở đây mainly to Europe thì câu này có từ to, tức là câu giới từ chỉ địa điểm, nên câu này thích hợp với câu đó là câu where. Nghe cho câu B nào. More than 3 times a year. Rồi, câu B ở đây mình có từ more than 3 times a year, đúng không nào? Chúng ta lại gặp lại từ time thêm S, có nghĩa là số lần. Nhiều hơn 3 lần một năm, đây chính là câu tần suất, số lần. Vậy thì câu này chúng ta chọn được ngay đáp án đúng chính là đáp án B. Nào, chúng ta chuyển sang ví dụ tiếp theo. How did you open the door without the key? A. I asked the security guard to open it. B. They don't open on holidays. Ok, em nghe lại cho cô câu hỏi nhá. How did you open the door without the key? Vâng, như vậy câu hỏi em nghe được cái điều gì nhỉ? How did you open the window without the key? À, làm thế nào mà bạn mở cửa sổ mà không có chìa khóa thế? Thì câu này thì không hề khó, nhưng cô nghĩ là với bạn mất gốc thì nghe cũng hơi khó đấy, đúng không nào? Bởi vì sao? Bởi vì nó hơi dài. Làm thế nào để bạn mở được cái cửa mà không có chìa khóa? Without ở đây nó là giới từ mà không có. Em nghe tiếp cho cô câu trả lời nhá. I asked the security guard to open it. Rồi. Câu trả lời em thấy I asked the security guard to open it. Là tôi đã yêu cầu cái security guard, có nghĩa là bảo vệ, để có thể làm sao open it, có nghĩa là mở nó. Thì lưu ý cho cô cái từ open it, nó sẽ có khả năng gọi là nối âm, open it. Hoặc ví dụ mình có những hiện tượng nối âm, ví dụ như từ take đi về it, chúng ta sẽ không đọc là take it mà chúng ta take it. Hoặc là ví dụ từ đọc mình có từ read, chúng ta có thể nối âm mình đọc là read it. Đấy, thì đấy là hình thức nối âm, open it là mở nó. Vậy thì câu này là một câu trả lời gián tiếp. Tôi sẽ yêu cầu security để mở nó. Nào, em nghe cho câu B nhá. They don't open on holidays. Rồi, câu B em nghe thế. They don't open on holidays, đúng không? Họ làm sao, sao nhỉ? Họ không hề mở cửa vào ngày lễ, ngày nghỉ. Vậy thì câu này là câu phủ định. Thì thực ra cái câu phủ định với câu khẳng định ở trong trường hợp này không phải là cái vấn đề, mà là câu này là một câu khó. Cô nhấn mạnh đây là một câu khó. Vì sao? Vì câu này là câu trả lời gián tiếp. Khi đi thi đối với format mới thì câu trả lời gián tiếp rất nhiều. Đó, nên em phải lưu ý cho cô một tí nhá. Cho nên câu này đáp án đúng cho cô phải là đáp án A. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang cái bẫy cuối cùng của ngày hôm nay. Em nghe về cô nào. How late are you open? A. We're open until 7. B. I am always late for work. Ok, em nghe lại cho cô câu hỏi nhá. How late are you open? Rồi, như vậy câu hỏi em nghe thì gì? How late are you open? Bạn mở cửa khi nào thế? Nhớ cho cô how late, em phải dịch là khi nào. Em nghe cho cô câu trả lời nhá. We're open until 7. Ok, em nghe thấy we are open until 7. Chúng ta sẽ mở cửa đến làm sao 7 giờ. Như vậy cái câu này chúng ta mang tính chất về mặt thời gian rồi. Em nghe tiếp cho cô B nào. I am always late for work. Rồi, cô B là gì? I'm always late for work. Tôi luôn luôn muộn cho cái công việc. Vậy thì câu này chắc chắn chẳng liên quan gì rồi, đúng không nào? Đây là câu làm sao? Bị muộn, đi làm trễ. Đấy, thì câu này rõ ràng đáp án đúng chỉ là đáp án gì? Đáp án A thôi. Vậy thì tại sao cô lại cho em câu này để em nhớ lại cho cô how late? Mình dịch là khi nào? Đó. Nhá, thì đấy là toàn bộ cái phần tránh bẫy ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập điền từ để em nâng cao vốn từ vựng và nâng cao cái khả năng nghe của mình nhá.